Sáo si giáng BB4 là gì? Thông số, giá bán và học thổi sáo si giáng. 5 điều quan trọng cần biết trước khi mua sáo BB4. Cây sáo si giáng BB4 là sáo thông dụng chỉ đứng sau cây C5. Có thể nói sáo si giáng BB4 là cây sáo có thể chơi được nhiều thể loại. Nhất là nhạc Trung hoa, nhạc trẻ, nhạc quê hương trữ tình, nhạc đỏ, nhạc cách mạng, nhạc vàng. Khoảng cách các lỗ bấm trên sáo si giáng cũng không quá xa nhau, nên nó phù hợp với hầu hết tất cả các bạn mới tập sáo, không chuyên và chuyên nghiệp. Vì sao chúng ta gọi là sáo si giáng hay BB4? Bởi vì nốt đô trên cây sáo si giáng sẽ bằng nốt si giáng trên piano hay tất cả các nhạc cụ khác. Ngoài ra, khi đo nốt đô 1 trên cây si giáng bằng phần mềm hoặc app tuner trên điện thoại sẽ được kết quả tương ứng là nốt BB4. Những ai nên sử dụng sáo si giáng BB4? Hầu như tất cả chúng ta, ai cũng nên có ít nhất là một cây sáo BB4 si giáng. Những tình huống cần sử dụng sáo si giáng BB4. Bạn đệm sáo cho ca sĩ, giọng của bài hát là si giáng trưởng, thì các bạn chỉ việc chơi bài hát đó ở thế ngón đô trưởng trên cây BB4, do re mi fa sol la si đô 2. Có nhiều bài hát ở giọng đô thứ, trong khi đó giọng đô thứ có nốt mi giáng và la giáng. Nếu các bạn không có sáo C5 10 lỗ thì chỉ cần lấy cây BB4 ra. Ta có thể chơi dễ dàng trên thế ngón dê thứ, khi đó mi giáng sẽ chuyển thành nốt fa, la giáng được chuyển thành nốt si giáng. Nhiều khi các bạn tìm được beat hay, chất lượng nhưng tone của beat là tone son thứ thì khi dùng BB4 ta chơi thành la thứ cũng sẽ dễ hơn, hoặc từ mi giáng trưởng ta lấy sáo BB4 ra chơi ở giọng pha trường. Thật là dễ dàng phải không các bạn? Nhiều bài hát cần có độ trầm ấm của tiếng sáo. Thay vì vẫn sử dụng cây C5 thì ta có thể dùng cây BB4 cũng là một sự lựa chọn tương đối hiệu quả. Như vậy ta có thể thấy cây sáo BB4 si giáng là vô cùng cần thiết trong rất nhiều tình huống. Nếu các bạn có một cây BB4 thì việc xử lý tác phẩm sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với các bạn chỉ có duy nhất một cây sáo đô C5. Các loại sáo si giáng BB4. Có nhiều loại sáo si giáng BB4 khác nhau, sáo BB4 6 lỗ, 10 lỗ, sáo DG BB4 6 lỗ, 10 lỗ. Sáo trúc BB4 si giáng thường, hầu hết các bản nhạc Việt Nam, nhạc trẻ, nhạc quê hương, các tiểu phẩm, tác phẩm chuyên nghiệp chúng ta sẽ sử dụng cây sáo BB4 si giáng thường này. Bản nhạc Lý Triều Triều được chơi trên cây sáo si giáng BB4. Sáo DG BB4 si giáng. Sáo DG BB4 thường mình sẽ sử dụng cho các bài nhạc Hoa, nhạc Trung Quốc, nhạc trẻ có phong cách lai Trung Hoa. Dạo này nhạc trẻ Việt Nam thường các bạn sáng tác sẽ có nét giai điệu na ná nhạc Tàu nên khi lấy sáo DG Việt ra thì chơi sẽ rất hợp. Sáo DG thì sẽ khác hơn so với sáo thường, nó sẽ có thêm một lỗ giữa lỗ thổi và các lỗ bấm. Nhiệm vụ của lỗ đó là dán màng rung, tạo ra tiếng rẻ như sáo DG Trung Quốc. Mình có vài trải nghiệm với DG Trung Quốc và thường thấy là sáo DG Trung Quốc chơi sẽ rất nặng, tốn hơi. Điều hơi to nhỏ trên các sáo DG Trung Quốc cũng rất khó khăn. Mình đoán có thể nếu được chơi DG Trung Quốc loại đắt tiền, DG chuyên nghiệp trên 10, 20 triệu có lẽ sẽ khác. Còn thường những cây mình chơi dưới 5 triệu thì chưa thấy cây nào ưng ý, dễ thổi và nhẹ cả. Chính vì vậy học thổi sáo.com đã kết hợp DG Trung Hoa vào sáo Việt, tạo nên một cây sáo gọi là DG Việt. Thực ra thì vẫn là cây sáo Việt nhưng chúng ta sẽ làm thêm một lỗ để dán màng rung như DG Trung Quốc. Lưu ý khi chọn nứa để làm DG thì các bạn nên chọn loại nứa ống nhỏ, mỏng nhẹ một chút. Ưu điểm của sáo si giáng BB4 DG Việt nứa Bắc tại học thổi sáo.com. Dễ thổi hơn so với DG Trung Quốc, dễ lên quãng, thổi rất nhẹ, điều hơi to nhỏ cực dễ. Thường làm màng rung bằng ni lông nên độ ổn định rất cao. Sáo DG BB4 tại học thổi sáo.com, mình thường sử dụng màng rung là ni lông, rất dễ tìm, dễ điều chỉnh. Các bạn dán băng dính 4 bên vào là có thể chơi cả năm mà không sợ bị hỏng. Trùng màng rung như ở sáo DG Trung Quốc. Thực ra lý do chính mà mình không sử dụng màng rung Trung Quốc bởi vì rất mất thời gian để căn chỉnh mỗi khi thổi. Sợ nhất là đang biểu diễn chương trình quan trọng mà nó hỏng màng rung thì xong phim. Vì vậy, màng rung ni lông là sự lựa chọn an toàn nhất của mình. Bản nhạc Tây Du Ký, Tây Lương Nữ Quốc, Nữ Nhi Tình được mình chơi trên cây sáo DG Việt BB4, màng rung ni lông. Sáo si giáng BB4 thổi bài gì? Có chơi được nhiều thể loại không? Sáo si giáng BB4 có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc khác nhau, từ dễ đến khó. Dưới đây là một số ví dụ về sáo si giáng BB4. Sáo si giáng BB4 bán ở đâu, giá bao nhiêu? Sáo si giáng BB4 tại học thổi sáo.com được thiết kế riêng cho người mới tập, mới học sáo, cực kỳ dễ thổi, dễ bắt hơi. Ngoài ra các bạn còn được tặng ngay khóa học thổi sáo cho người mới bắt đầu trị giá 300.000. Được tặng ngay khóa học nhạc lý cơ bản trên sáo trúc trị giá 200.000. Hoặc các bạn có thể chọn khóa học siêu tốc các bài hát nổi tiếng, nhạc trẻ, nhạc hoa, em mới nhất trị giá 400.000 bao gồm beat, karaoke độc quyền, cảm âm độc quyền, kèm thêm khóa nhạc lý cơ bản.
các bạn nên mua cây sáo tốt, chuẩn âm ngay từ đầu. Chỉ với 500.000, các bạn đã sở hữu cho mình ngay một cây sáo và chọn bộ khóa học thổi sáo dành cho người mới bắt đầu để các bạn tự luyện tập một cách dễ dàng.